Đối với doanh nghiệp mà vừa có kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vừa có kinh doanh phân bón, nói chung là vừa có doanh thu đầu ra chịu thuế, không chịu thuế và chịu thuế, thì chúng ta phải thực hiện phân bổ cái VAT đầu vào dùng chung. VAT đầu vào dùng chung là chúng ta phải phân bổ dùng chung. Ví dụ chi phí quản lý, chi phí bán hàng mà chúng ta không tách biệt được cho hai hoạt động thì chúng ta phải phân bổ ra nha. Rồi thì chúng ta xem qua ví dụ như là quý 1 chúng ta có doanh thu phân bón là 68 triệu, VAT đầu vào để dùng riêng cho cái hoạt động kinh doanh phân bón chúng ta tập hợp được 2 triệu. Đối với thuốc bảo vệ thực vật thì doanh thu đầu ra là 28 triệu. Cái VAT đầu vào mà để kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật riêng chúng ta tách được là 1 triệu. Trong đó trong kỳ thì nó có những cái chi phí đầu vào dùng chung, ví dụ chi phí bán hàng, chi phí quản lý chúng ta không tách được là 700 triệu, 70 triệu thôi, các bạn sửa lại cho ta 70 thôi, dư một số không rồi là 70 triệu. Như vậy cái việc quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta phải phân bổ cái VAT đầu vào dùng chung ở đây nha. Phân bổ VAT đầu vào dùng chung này cho hai cái hoạt động kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta xác định cho được cái chỉ tiêu 25. Chúng ta xác định được cái chỉ tiêu 25 để chúng ta lên cái tờ khai của mình, và bản kê này chúng ta phải lập, chúng ta phải tính ngoài Excel, sau đó chúng ta phải lưu lại, lưu với tờ khai để sau này giải trình với cơ quan thuế nha. Thì trong trường hợp này chúng ta có hai việc cần phải làm. Cái việc đầu tiên, đó trong kỳ, chúng ta phải tạm, cái này tôi dùng cái chữ tạm các bạn nha, tạm phân bổ VAT đầu vào dùng chung theo doanh thu trong kỳ. Ví dụ quý 1 thì chúng ta sẽ tạm phân bổ cái VAT đầu vào dùng chung của 70 triệu nè cho cái doanh thu của phân bón và doanh thu của thuốc bảo vệ thực vật. Đó là việc đầu tiên phải làm ở trong kỳ. Cái việc thứ hai đó là cuối năm cái kỳ cuối cùng của trong cái kỳ kê khai cuối cùng của trong năm đó. Cuối kỳ kê khai cuối năm thì các kỳ của là tháng 12 nè hoặc là quý 4 nè. Nếu chúng ta kê khai theo tháng thì nó là tháng 12, nếu chúng ta kê khai theo quý sẽ là quý 4. Chúng ta phải phân bổ lại các bạn ha, phân bổ lại cái VAT đầu vào dùng chung của cả năm ha, theo doanh thu của cả năm. Đấy. Hàng tháng hoặc là hàng quý thì chúng ta phân bổ cái VAT đầu vào dùng chung theo doanh thu của tháng quý ha. Nhưng mà cuối năm nè thì ở tờ khai cuối cùng chúng ta còn một bước xử lý nữa là chúng ta phải phân bổ lại 240 triệu này theo cái doanh thu của cả một năm ở đây. Và rất là nhiều bạn không có thực hiện bước thứ hai dẫn đến việc kê khai thuế bị sai. Lớp mình có ai chưa làm bước thứ hai không? Trước giờ kê khai mà không làm bước thứ hai không? Trong lớp mình có ai trước giờ kia cũng phân bổ, trong kỳ cũng phân bổ đó, nhưng mà cuối năm thì lại không phân bổ lại, lớp mình có không? Tôi không mong là sẽ có nha. Không biết lớp mình có ai không? Có ai bị sai như vậy không? Phân bổ gì nhỉ? Sao em? Rồi tôi sẽ đi chi tiết ha. Đây là hai cái nguyên tắc cần phải lưu ý, bắt di bắt dịch ha. Thì ở quý 2 và quý 3, quý 4 phân bổ cho từng quý thì nó tương tự ha. Tôi sẽ hướng dẫn kỹ quý 1. Tôi chỉ hướng dẫn kỹ quý 1 và cái xử lý lại ở quý 4 ha. Còn quý 2, quý 3 nó tương tự cho nên là tôi không có hướng dẫn nha. Rồi, mình sẽ quý 1 á, mình phân bổ cho quý 1. Quý 1 thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ có doanh thu. Đầu tiên đó là doanh thu của phân bón nè. 04. Doanh thu của phần 4 là 68 triệu. Doanh thu của thuốc bảo vệ thực vật là 28 triệu. Tổng doanh thu. Đây là tổng doanh thu. Như vậy phân 4 sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Thuốc bảo vệ thực vật chiếm bao nhiêu phần trăm? Chúng ta tính ra cái tỷ lệ phần trăm này. Và VAT đầu vào dùng chung của mình là ở đây. Cần phải phân bổ của quý 1 ở đây ha. Rồi doanh thu VAT đầu vào dùng chung của quý 1 là 70 triệu. Đúng không? Như vậy trong 70 triệu này thì sẽ được khấu trừ bao nhiêu phần trăm các bạn? Như vậy thì trong 70 triệu này VAT đầu vào dùng chung của quý 1 sẽ được khấu trừ bao nhiêu phần trăm? Trong doanh thu dùng chung, trong VAT đầu vào dùng chung của quý 1 là 70 triệu thì sẽ được khấu trừ là bao nhiêu phần trăm này? Và sẽ không được khấu trừ là bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu? Bởi vì phân bón đầu ra là nó không chịu thuế ha, cho nên là nó đầu vào tương ứng của nó sẽ không được khấu trừ ha. Không được khấu trừ. Còn cái này là được khấu trừ ha. Được khấu trừ. Chúng ta lấy cái tỷ lệ này chúng ta nhân vào thì nó sẽ ra thôi. Đó. Được chưa? Đến đây ai đã nắm được cái cách phân bổ rồi thì hãy comment OK giúp mình ha. Như vậy trong 70 triệu này sẽ được khấu trừ là 20 triệu, không được khấu trừ là 49 triệu. Được chưa? Ai hiểu đến đây rồi hãy comment OK giúp mình. Đó là quý 1. Chưa hiểu tí nào thì cứ mở mic hỏi nha các bạn, comment là tôi không để ý đâu, tôi không có thấy được đâu. Thầy nói lại VAT dùng chung quá. Tại sao em? Em chưa hiểu chỗ nào? Dạ cái cách tính. Hả? Cách tính. Cách tính thôi hả? Thì em tính ra đây nè. Đây là doanh thu của quý 1 nè, phân bón nè, thuốc bảo vệ thực vật. Đó. Thì cách tính ở đây thì mình lấy doanh thu của phân bón mình chia tổng doanh thu thì nó sẽ ra được cái tỷ lệ phần trăm. Trong 70 triệu dùng chung này thì không được khấu trừ tương ứng với 70%. Nhân vô thì nó sẽ ra, rõ chưa em? Rõ chưa? Chứ cách tính chưa? Còn ai chưa rõ cách tính, chưa hiểu chỗ nào đó thì hỏi đi. Rồi ha. Giờ chúng ta bây giờ thay vì mình đi tính dưới này đúng không? Tôi sẽ lập cái công thức ở trên này. Tôi sẽ lập công thức ở trên này để tôi kéo công thức xuống các quý. Nó sẽ tự động nó chạy cho mình ha. Đây ha. Tôi sẽ lấy cái doanh thu của thuốc bảo vệ thực vật tôi chia cho tổng doanh thu ha, chia cho tổng doanh thu. Đó. Thì nó sẽ ra được cái phần trăm của thuốc bảo vệ thực vật trên tổng doanh thu của quý 1 ha. Đó. Sau đó tôi sẽ lấy cái phần 29% này chính là cái phần được khấu trừ ha, nhân với 70 triệu. Thì trong 70 triệu này nó sẽ ra được cái phần là được khấu trừ. Đó. Còn lại là không được khấu trừ, mình trừ ra để cho công thức nó chạy tự động cho mình. Đó. Như vậy trong 70 triệu này thì cái đây là phần được khấu trừ, đây là phần không được trừ. Ở đây chúng ta chỉ cần kéo công thức xuống là nó xong thôi. Các quý nó đều phân bổ ra là xong. Đấy. Riêng quý 4 ha. Quý 4 thì đầu ra ở đây của phân bón nó không có phát sinh. nó không có vaccine ra. Cho nên cái VAT đầu vào dùng chung này nó sẽ tạm phân bổ cho hết tất cả, được khấu trừ 100%. Bởi vì đầu ra ở đây nó không có chịu thuế, đầu vào thì ở đây là đầu ra của thuốc bảo vệ thực vật thì có vaccine, cho nên nó sẽ tạm thời được khấu trừ hết 80%. Đây là một trong những cái lý do tại sao mà cuối năm chúng ta phải đi phân bổ lại đấy. Cuối năm chúng ta phải đi phân bổ lại một lần nữa ha. Như vậy chúng ta thấy rằng trong kỳ của mình có tổng VAT đầu vào ha, tổng VAT đầu vào được trừ và không được trừ là bao nhiêu. Chỉ tiêu 24 của chúng ta nè. Ở đây chúng ta không cần tính hai chỉ tiêu này cũng được, nên làm thêm thôi. Chỉ tiêu 24 của chúng ta là tổng VAT đầu vào ở trong kỳ. Đây, VAT đầu vào của trong kỳ của chúng ta là 2 triệu nè, cộng với 1 triệu cộng với 70 triệu ha, là tổng VAT đầu vào của mình. Đấy. Còn VAT đầu vào ở chỉ tiêu 25 mà được khấu trừ trong kỳ thì nó sẽ bằng chỉ tiêu 24 nè, trừ đi những cái phần VAT không được trừ, là trừ cái phần VAT đầu vào của cái danh vật của phân bón nè, phục vụ cho phân bón nè, và trừ cho cái một phần ở cái VAT đầu vào dùng chung mà chúng ta tính ra cái phần không được trừ chúng ta phân bổ ra. Đó. Thì chỉ tiêu 25 của chúng ta nó sẽ ra được 21 triệu đó. Công thức ở đây chúng ta chỉ cần kéo xuống thôi, các bạn chỉ cần lập công thức một lần như thế này, sau đó ở các kỳ các bạn chỉ cần nhập vô các thông tin liên quan thôi là nó sẽ tự động tính ra chỉ tiêu 24, 25 cho các bạn. Được chưa? Ai hiểu chỉ tiêu tính chỉ tiêu 25 rồi thì hiểu thì hãy comment số 25 giúp mình nè. Đó. Này cộng trừ nhân chia thôi chứ không có gì hết trơn. Được chưa nào? Ai chưa hiểu cái tính chỗ nào thì mở biết hỏi nha. Dạ thầy ơi, thầy lại cái chỉ tiêu 24 này. Chỉ tiêu 24 là tổng VAT đầu vào trong kỳ. Dạ em cảm ơn. Trong kỳ ở đây mình có là VAT đầu vào trong kỳ là 2 triệu nè, 1 triệu nè, 70 triệu nè em. Còn 25 thì mình sẽ bằng chỉ tiêu 24 trừ đi cái phần không được trừ là cái phần VAT đầu vào dùng chung mình phân bổ nè. Và cái phần 4 ở đây cũng không được trừ nè. Rồi còn chỗ nào chưa hiểu nó hỏi đi. Ai hiểu rồi comment số 25 giúp mình. Rồi, như vậy thì các bạn thấy nếu như chúng ta phân bổ được quý 1, quý 2 thì quý 3, quý 4 chúng ta cũng phân bổ tương tự như vậy nha. Được chưa nào? Nhưng mà riêng quý 4 ha. Riêng quý 4 là chúng ta phải có hai cái nhiệm vụ phải làm, đúng không? Quý 4 là chúng ta phải vừa phân bổ cho cái 80 triệu nè. Chúng ta vừa phải phân bổ lại cho 240 triệu, chúng ta phải có hai bước làm nha. Trong quý 4 chúng ta làm như sau. Quý 4 ha. Rồi. Quý 4 thì chúng ta cũng làm tương tự thôi. Nhưng mà chúng ta phải có hai việc phải làm. Nha, đây là riêng doanh thu của quý 4 nè. Bằng 0 nè. Đây bằng là 68 triệu đúng không? Đó. Rồi chúng ta cũng tính tương tự như là quý 1 thôi. Là nó bằng 100%. 100%. Doanh thu của quý 4 là 80 triệu, VAT đầu vào dùng chung là 80 triệu ha. Thì ở đây nó sẽ được khấu trừ 100% luôn. Đó. Nhưng mà trong quý 4 này mình sẽ phân bổ lại ha. Thêm một cái phần phân bổ lại nữa. Đó. Phân bổ lại theo doanh thu của cả năm. Doanh thu năm ha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ tính cái doanh thu năm nha. Thì doanh thu năm ở đây thì mình lấy tổng doanh thu ở đây thôi. Tổng doanh thu của một năm lại cộng lại. Phân bổ tương tự thôi. Đấy. Mình cũng chia theo tỷ lệ phần trăm tương tự ha. Rồi mình có VAT đầu vào dùng chung của nguyên một năm là 240 triệu ở đây. mình phân bổ lại. Như vậy khi mình phân bổ lại thì nó sẽ được khấu trừ như sau. Lấy 56 nè, nhân với 240 nè, 240 triệu nè. Lấy 44 nè, nhân với 240 triệu nè. Thì nó sẽ ra được cái phần phân bổ lại. Đây là mình phân bổ lại các bạn. Phân bổ lại ha. Đấy. Như vậy thì mình sẽ xem nha. Mình sẽ so sánh cái phần mình phân bổ lại này với cái phần mình tạm phân bổ. Tạm phân bổ. Đây. Cái phần tạm phân bổ mà không được khấu trừ nè là 91 triệu, đúng không? Mình tính ra mình phân bổ theo doanh thu của từng quý á, theo từng quý á, thì phần không được khấu trừ nó là 91 triệu nè. Còn cái phần được trừ là 148 triệu ha. Đó. Như vậy đó là cái phần chênh lệch. Phần chênh lệch ha. Chênh lệch giữa cái số liệu mình phân bổ lại với số liệu mình tạm phân bổ theo doanh thu của từng kỳ. Chia ra, trừ ra. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ thấy là sau khi chúng ta phân bổ lại đó thì cái VAT được khấu trừ nó tăng lên hay là giảm xuống các bạn. Sau khi chúng ta phân bổ lại trong kỳ thì phân bổ lại theo doanh thu của cả năm thì cái phần VAT được khấu trừ nó tăng lên hay nó giảm. Tăng hay giảm nè. Sau khi chúng ta phân bổ lại thì VAT được khấu trừ nó tăng lên hay là nó giảm. Không? Nhìn vô đây mà cũng nói sai nữa. Đó. Tính ra con số rồi nhìn vô mà cũng nói sai được nữa. Nó giảm đi các bạn ha, nó giảm. Nó giảm. Như vậy trên tờ khai của quý 4, tờ khai của quý 4 ha. Tờ khai của tháng 12 nè, hay là quý 4 nè, hoặc là của tờ khai quý 4 ha. Cái chênh lệch này chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu nào? Cái phần giảm này chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu nào đây? Chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu nào? Chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu 37 là bằng 15 triệu ha. 15,768,96,967. Có người thì đưa vào chỉ tiêu 25 các bạn nha. Có người thì ghi giảm vào chỉ tiêu 25 cộng hoặc trừ vào chỉ tiêu 25 ha. Đó, cũng không sao cả các bạn nha. Rồi. Các bạn có người thì đưa vào chỉ tiêu 25 cộng trừ vào chỉ tiêu 25, có người thì đưa vào chỉ tiêu 37 hoặc là 38. Được chưa? Ai hiểu ra rồi hãy comment số 37 giúp mình ha. Như vậy quý 4 chúng ta có 2 nhiệm vụ phải làm. Tờ khai tháng 12 chúng ta có 2 nhiệm vụ phải làm. Cái nội dung chia sẻ của mình đến đây là kết thúc ha. Thì trước khi mình nghỉ mình muốn hỏi các bạn là ai thật sự muốn học để làm kế toán thuế, để nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm, có thể comment giúp mình số 6 được không? Nếu có nhiều bạn quan tâm thì tôi sẽ dành khoảng 15-20 phút nữa để chia sẻ các bạn cái thông tin về cái chương trình 3X Accounting K20. Nó sẽ có những cái nội dung mới và nhiều cái quà tặng mà các khóa trước chưa có được nha. Đây là K20 nó có nhiều cái nội dung mới và cực kỳ hay các bạn. Rồi ha. Cho tôi hỏi các bạn là tôi muốn biết là cái mục tiêu của các bạn á, nó có phù hợp với chương trình của tôi hay là không. Cho nên cho tôi hỏi các bạn một câu. Các bạn thật sự mong muốn là trong năm 2025 tới các bạn đạt được mức thu nhập bao nhiêu nè. Thì cái mục tiêu của chương trình này á, là giúp các bạn nhân 3 được cái thu nhập của các bạn. Và rất là nhiều học viên biết đã làm được cái điều này ha. Trong vòng hơn 1 năm là sẽ làm được. Thì chương trình này sẽ hướng dẫn các bạn làm kế toán tổng hợp, làm kế toán thuế, nhận các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ về để mà làm. Thì chương trình này sẽ dành cho kế toán nội bộ ha, dành cho các bạn học kế toán ra và đang làm các cái phần hành ở các cái kế toán nội bộ nè, hoặc là các bạn đang làm kế toán tổng hợp nhưng mà chưa có nhiều kinh nghiệm, đã có bằng kế toán là học được. Ai chưa từng học qua kế toán thì không học chương trình này được nha. Chỉ có 2 lĩnh vực có thể học được. Đó là những anh chị, những bạn học quản trị kinh doanh hoặc là học tài chính ngân hàng. Rồi chúng ta sẽ xem ha, chúng ta sẽ xem đây là một cái phản hồi của bạn Hạnh. Cái cách làm CV của thầy nhiều nhà tuyển dụng gọi lên đến bây giờ mà ngày nào em cũng phải mấy cuộc điện thoại nữa. Họ thấy cái CV họ thích quá đúng không? Vấn đề là mình chịu thay đổi. Khóa học của thầy này mà ra đi xin việc kế toán tổng hợp dễ cực kỳ luôn á. Mọi người có nghe được cái âm thanh của video cái gì? Thứ nhất là gì nè, mà dễ. Theo em thì có những cái kiến thức gì mà giúp em xin việc dễ? Nha, đầy đủ về kiến thức về hạch toán nha. Là thầy đi trọng tâm được rất nhiều hạch toán nha. Đấy là về hạch toán kế toán á. Có cả phần về học giá thành nha, phần mềm nha. Nhưng mà em lại thích cái phần thuế. Đấy cái phần mà tối ưu chi phí thuế. Đấy. Kể cả đi phỏng vấn các thứ là người ta cũng rất hay hỏi về những cái tình huống đấy. Nên là em nộp hồ sơ vào công ty nào là công ty đấy cũng gọi đi phỏng vấn đấy. Nhưng mà ví dụ 15 công ty em nộp vào thì em chỉ chọn ra 8 công ty em đi phỏng vấn thôi. Đấy, sau rồi 8 công ty em đi phỏng vấn thì em lại bắt đầu lược đi một nửa công ty, rồi bây giờ còn top 4 công ty nữa thì chọn đi làm. 15 công ty thì có bao nhiêu công ty gọi em phản hồi? Tất cả các công ty đều gọi đi phỏng vấn, họ đều gọi phỏng vấn hết. Chị ở tỉnh nào chị? Em ở đâu em? Rồi ha, thì đó là phản hồi của bạn Hạnh các bạn ha. Bạn Hạnh thì hiện tại bây giờ đã là kế toán trưởng của một cái công ty may mặc rồi. Thì khi các bạn học chương trình này có một điều chắc chắn rằng á, thứ nhất là các bạn sẽ được học cái phần kỹ năng ứng tuyển á, cho nên cái việc xin việc của các bạn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó là 2 buổi học kỹ năng ứng tuyển nha. Và ở 2 buổi tiếp theo á thì các bạn sẽ được học một cái kiến thức, cái kỹ năng rất là đặc biệt để giúp các bạn phát triển dịch vụ kế toán ha. Thì có 2 buổi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tìm, cách tư vấn và nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm. Các bạn có cơ hội thì các bạn phải nhận xong rồi học cách làm nha. Chứ đừng có từ bỏ cơ hội các bạn. Đấy. Thì ở đây là tôi sẽ có cái bảng báo giá của mình luôn ha. Đối với dịch vụ kế toán thì tôi sẽ có cái bảng báo giá của mình. Thì hiện tại tôi cũng làm dịch vụ mà, thì tôi báo giá ra làm sao á thì tôi sẽ gửi cho học viên bấy của mình ha. Ở cái phần thứ 2 á thì các bạn sẽ được học về thuế. Trong đó chúng ta học 3 cái sắc thuế chính, đó là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn ha. Mọi người sẽ học được rất là nhiều cái kiến thức, từ kiến thức trong các cái văn bản quy định của cơ quan thuế đến các cái tình huống thuế ha. Ví dụ thuế giá trị gia tăng thì các bạn sẽ học được các kiến thức nền tảng về thuế giá trị gia tăng để các bạn biết được cái nhóm hàng hóa nào là nó chịu thuế suất bao nhiêu %, rồi các cái tình huống về thuế giá trị gia tăng và làm thế nào để cân đối về thuế. Đó. Mọi người hay nghe cái cụm từ là cân đối đúng không? Hay cân đối VAT đó. Đó, thì cân đối như thế nào? Rồi thuế thu nhập cá mình trong cái phần thuế giá trị gia tăng nè thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về cái tờ khai và các cái phụ lục kỹ hơn, các tờ khai và các cái phụ lục đi kèm. Và có làm bài tập nha, phải làm bài tập về kê khai điều chỉnh bổ sung. Kê khai điều chỉnh bổ sung thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người. Rồi các tình huống thực tế rất là hay. Rồi trong cái phần thuế thu nhập cá nhân thì các bạn cũng sẽ được học về kiến thức nền tảng nè. Rồi các bạn phải được làm bài tập tính thuế thu nhập cá nhân từ lương net, tính thuế thu nhập cá nhân từ lương ROT. Các bạn phải biết làm hồ sơ kê khai thuế và quyết toán thuế năm nha. Đó là cái phần thuế giá trị tăng. Phần thuế thu nhập doanh nghiệp thì cũng vậy, các bạn phải biết lập cái kế hoạch thuế của mình, phải biết đâu là chi phí được trừ, đâu là chi phí không được trừ và các cái tài liệu liên quan. Đó là phần thuế ha, phần thứ 2. Và riêng về cái phần học nè, học thuế nè thì các bạn sẽ được tôi cấp cho các bạn nha. Ở đây học là học thực tế luôn á, là tôi sẽ cấp cho các bạn mã các cái tài khoản đăng nhập vào trong thuế điện tử đó. Đăng nhập vào trong thuế điện tử nè. Tôi sẽ cho các bạn tài khoản của một số công ty mà tôi làm. Tôi cho các bạn tài khoản để các bạn đăng nhập vào đây. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái menu ở trên cái trang này. Các bạn thỏa sức khám phá. Bây giờ các bạn được tải báo cáo trên này về để các bạn tham khảo. Cho nên các bạn đi làm nó không có phần phải bỡ ngỡ nữa, vì các bạn đã từng vô trang này, tôi đã chỉ cho hướng dẫn các bạn các cái menu ở trên cái web này rồi. Phần thứ 3 đó là hóa đơn điện tử. Thì chúng ta sẽ học để nắm các cái quy định liên quan. Trên này chúng ta sẽ có 2 buổi học các bạn ha. Phần thứ 4 thì chúng ta sẽ có cái phần ôn hạch toán, để cho những bạn mắc kiến thức nền tảng cũng có thể học được ha. Có một cái nội dung cơ bản nhưng mà cũng rất là quan trọng mà nhiều người không biết làm. Đó là sau khi cơ quan thuế kiểm tra đó thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì mình sẽ có một buổi hướng dẫn cho các bạn ha. trên các cái báo cáo, trên các cái quyết định của cơ quan thuế sau kiểm tra của một số công ty á. Chúng ta thực hành lập báo cáo tài chính trên Excel trước các bạn nha, bởi vì nếu mà các bạn làm trên phần mềm á, các bạn sẽ không có hiểu được từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính nó lấy lên như thế nào, lập như thế nào, công thức ra làm sao ha. Thì mình sẽ có cái phần thứ 5 này là mình sẽ thực hành lập báo cáo tài chính trên Excel trước nha, trước để các bạn tự tay các bạn phải lập từng cái chỉ tiêu một trên báo cáo tài chính nha. Mình sẽ thực hành trên số liệu thực tế luôn. Thì sau khi chúng ta thực hành trên Excel xong, chúng ta mới đi qua thực hành trên Misa. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Misa 2021. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn giống như người mới bắt đầu ha. Xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu thực hành. Thì chứng từ thực hành tôi sẽ gửi qua bưu điện cho các bạn ha. Chứng từ thực hành thì tôi sẽ gửi qua bưu điện cho các bạn ở đây. Mình có hai bộ chứng từ thực hành nha. Thì một là chúng ta sẽ thực hành trên chứng từ của công ty thương mại nha, nhập khẩu liên quan tỷ giá đây. Đây là liên quan tỷ giá này. Đó, nhập khẩu thương mại ha. Thứ hai là một cái công ty về quảng cáo, làm bản hiệu quảng cáo nha. Đây, thì cái này chúng ta sẽ thực hành theo hai cái cách thức khác nhau. Một là chúng ta sẽ thực hành theo tính giá thành theo sản xuất. Thứ hai là tính giá thành theo công trình xây dựng. Như vậy thì sau chương trình này các bạn có thể làm được công ty của công ty thương mại nè, các bạn có thể làm được các công ty sản xuất hay là xây dựng hay là dịch vụ. Dịch vụ cũng phải tính giá thành các bạn nhé, chứ không phải là dịch vụ là không tính giá thành đâu nha. Cho nên sau khi các bạn học chương trình này, các bạn sẽ có rất là nhiều kiến thức, đầy đủ kiến thức để mình làm dịch vụ kế toán cho các công ty vừa và nhỏ ở các loại hình thương mại, sản xuất, xây dựng, dịch vụ ha. Và các bạn sẽ tự tin để ứng tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp. Thì khi thực hành trên Misa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập từng cái chứng từ vào. Rồi sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lập báo cáo tài chính, làm sổ sách trên Misa, rồi đối chiếu kiểm tra lại chứng từ trên Misa, sổ sách như thế nào. Thì tôi sẽ hướng dẫn từng bước một ha. Giá thành thì chúng ta phải học và làm bài tập trên Excel nữa các bạn nha. Ngoài cái việc là chúng ta thực hành trên Misa rồi, chúng ta còn phải làm bài tập trên Excel để mình hiểu các bước nha. Chứ làm trên phần mềm trước rồi các bạn không hiểu cái từng bước cái chạy bản chất ra làm sao, mình khó phát hiện sai sót. Ngoài ra thì tôi có hướng dẫn thêm cho các bạn cách làm giá thành của nhà hàng tiệc cưới ha. Rồi sản xuất thì phải xây dựng định mức như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Trong quá trình các bạn đi làm, các bạn làm công ty sản xuất, các bạn vướng cái chỗ nào thì các bạn có thể hỏi tôi. Tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ chỉ cho các bạn trực tiếp trên chứng từ của các bạn luôn cũng được nữa ha. Chúng ta sẽ có các cái buổi học về phân tích báo cáo tài chính ha. Đó là chúng ta sẽ phân tích cơ cấu tài chính và tài sản, cơ cấu tài chính và tài sản của công ty. Chúng ta phân tích khả năng thanh toán, chúng ta phân tích khả năng hoạt động và khả năng sinh lời. Thì thông thường thì mình sẽ lấy cái số liệu của một công ty nào đó, của một cái tập đoàn nào đó để mình hướng dẫn trên đó luôn. Rồi ha, đây là quyền lợi của mọi người nè. Rồi đây là hình thức học và thời gian ha. Đây ha, ví dụ như các bạn thấy đây là bạn Hằng nè, bạn này ở Hà Nội các bạn. Thì bạn đã có phản hồi bên kia rồi. Ở chỗ này là lương trả là 25 triệu các bạn. Hay là đây là K15 Phương Lê nè, lần đầu tiên làm kế toán tổng hợp các bạn nha. Ở Đà Nẵng, Phương Lê là ở Đà Nẵng nè. Ở Đà Nẵng mà mức lương 15 triệu là cũng ok rồi các bạn ha. Đây là K16 Bằng Uyên nè. Các bạn biết là bạn này là đi phỏng vấn, đi nộp hồ sơ cho 4 công ty nha. 4 công ty mà được 4 công ty gọi đi phỏng vấn luôn. Thì bạn đi phỏng vấn 3 công ty và nhận được 3 offer luôn. Một cái công ty là dịch vụ nè, lương 13 triệu ha, dịch vụ kế toán á, lương 13 triệu. Một công ty về nông sản xuất khẩu gạo 12 triệu và một cái phòng khám là 15 triệu. Ví dụ như bạn Hà Thị Quyền đi, bạn này bạn ở nhà 8 năm rồi đó. 8 năm các bạn nha. Mà bây giờ đi vào học là đi phỏng vấn là được nhận vào làm kế toán tổng hợp luôn. Còn nhận dịch vụ nhận thì nhiều lắm các bạn. Ví dụ như bạn này nè, thấy không nè, trong cái mùa kế toán vừa rồi á là bạn này bạn đi làm ở công ty chính thức nè, ở Thủ Đức nha. Vậy rồi bạn kế toán cho 6 công ty. Nhận học cái này thì các bạn sẽ tự tin ứng tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp thôi. Đây là K14 ha. Nhân viên kế toán nè, 17 triệu ha. Làm kế toán tổng hợp 17 triệu là ok rồi. Đây là một cái điều mà mọi người phải nên suy ngẫm nè, phải nên suy ngẫm đấy các bạn ha. Suy ngẫm là bởi vì sao? Các bạn nhìn đây nè, các bạn thấy là kế toán viên á nha, kế toán vận hành á, kế toán nội bộ á, là 9 triệu. Còn kế toán thuế đó thì lương 17 triệu các bạn. Đúng không nè? Từ kế toán nội bộ là 9 triệu lên kế toán thuế 17 triệu, nó cách nhau một trời một vực như vậy. Hay là bạn Lê Thị Biên ở Thái Bình nè, Hải Phòng, ví dụ như bạn Hậu đi, bạn này học K13 nè. Đây là một trong những người mà học viên ở khóa đầu tiên và với nó rất là thành công các bạn. Bạn Ngọc Anh nè, bạn này học K4. Ở Quảng Ninh thì có bạn Thảo này nè, sinh năm 90 ha. Đây, học chương trình này xong bây giờ ở nhà làm luôn. Thì đây là học phí ưu đãi, trọn gói chỉ có 6.768 thôi. Đây là học phí ưu đãi nha. Nhưng mà trước khi các bạn đóng học phí đăng ký học, tôi sẽ tặng thêm cho các bạn 3 khóa học. Ngoài 8 nội dung mình được học thì các bạn sẽ được học thêm 3 nội dung khác nữa. Đây là 3 cái quà tặng dành cho các bạn. Thứ nhất là cái khóa học tối ưu chi phí thuế, chúng ta sẽ học 4 buổi với nhau. Cái nội dung thứ hai là kiểm soát nội bộ. Chúng ta sẽ học thêm một cái nội dung nữa mà các bạn có thể kiếm tiền được ha, đó là hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu xuất khẩu, đối với dự án đầu tư. Người đăng ký xong thì nhớ là chụp màn hình đăng ký gửi qua cho mình để mình có cái thông tin là các bạn đăng ký ha, rồi nhắn họ tên. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì mình sẽ add các bạn vào trong nhóm lớp ở đây thì mình sẽ có những cái nhóm cộng đồng nè.